Mẫn Long An mến chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích máy cày nha. Thì bữa nay mình cũng tiếp tục review lên chiếc các bạn chiếc OD 1920. Thì trước tiên mình coi cái mã của em nó đây nè. Đây cái mã của nó có đeo cái dàn sới luôn nè. Đây, cái dàn sới rất đẹp nha. Xe này có thử máy rồi chạy rất êm nha. Để mình đi sơ bộ cho các bạn xem cái phần máy của em nó nha. Thì cái dàn sới này, dàn sới zin nha, zin hết nha. Thì các bạn muốn mua mà có dàn sới luôn á, thì bên kho bãi người ta sẽ mua và hỗ trợ cho các bạn như thế nào cũng được. Đây, đây có nhà mâm dàn sới đây, đầy đủ hết. Đủ cả hết, còn nhiều kho bãi mà để chuyên dàn sới khác bên đây. Thì xe này cái gai rất cao nè. Cái gai rất cao, cái mâm thì nói chung là có tút lại này nè. Mâm này là tút lại. Tút lại hết. Cái thông số của vỏ, số zin mờ quá. Thông số của nó là 12.4. 12.4 trừ 28. Cái vỏ trước có gai là 8.16. Mâm này có tút sơn trắng lại nha. Tút sơn trắng lại nha cả nhà. Còn cái đùi trước thì rất lực nha. Đùi trước có tại lái trợ lực nha. Đây rất đẹp. Xe này là tút lại nha. Các bạn này tính tút từ bên chủ kho người ta sẽ tút lại thôi. Tút xanh xanh lại đây. Tốt dàn ngoài, dàn ngoài người ta tốt lại là dàn trong những con đường xì này đây đó. Đó là bên mua người ta yêu cầu thì tốt lại đây nè, xe này đó. Cái đùi trước là rất đẹp luôn cả nhà. Đây. Rồi các bạn xem cái phần lườn của em nói nha, lườn chiếc hai cầu của em nói nha. Lên cái phần trên này để mình coi cái phần số giờ của em nói nha. Số giờ của em nói là 1092 giờ nha. 1092 giờ. Bên nằm trên tay phải của các bạn đây, ở dưới niệm nó còn dán cái rất nhiều lớp để mà chống cày. Đây coi cái dàn kim xương trong đây nè, sơn tem vẫn còn nguyên nè. Xe này rất đẹp luôn cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem nha, đã ủng hộ kênh nha. Thì máy móc ở trong này thì nó rất ok. Đời xe này có test máy rồi, thì có gì các bạn hãy sửa máy này thì gọi điện bên kho bãi cho mình, bên kho bãi báo giá nha. Cảm ơn các bạn xem và ủng hộ kênh của mình rất nhiều. Thì cái chi tiết, những cái chi tiết này thì mình quay nó có hơi sơ sót, thì cảm ơn các bạn đã cũng thông cảm cho mình nha. Đây là khung sườn của em nó đây. Có mũi trên luôn mình, có mũi trên luôn nha. Đó, mũi rất đẹp luôn đó. Có mũi trên luôn nha. Rồi cảm ơn cả nhà xem và ủng hộ kênh mình rất nhiều.